thì phần mềm nó sẽ cho chúng ta chuyển sang cái tab Android Unit. Nếu không làm được bước 1 thì bước 2 sẽ không thực hiện được, nó phải tuần tự từng bước một. Mà tại Android Unit này thì cái cửa sổ của Nam bấm vào đây thì nó sẽ ra cái thông tin như này, cửa sổ như này. Ví dụ như ở đây là ta sẽ có là cái biểu tượng đầu tiên này là chọn Android Unit giải nhiệt chó. Rồi ở dưới này là chọn Android Unit giải nhiệt bằng nước. Bây giờ nó có cái này nha, trước đây chỉ có giải nhiệt bằng gió không nhỉ. Thông thường thì cái giải nhiệt bằng nước hiện tại chúng ta ít được sử dụng. Một cái ưu điểm của hệ thống giải nhiệt bằng nước đó là gì? Kèm theo cái quá trình làm lạnh thì có thể kết hợp với đó để làm nóng nước. Tuy nhiên cái hệ thống nó khá là cồng kềnh hiện tại, đúng không? Nếu giải nhiệt gió thì sao thấy cả cái cụ auto nó rất là nhỏ gọn, đặt cái cung cấp điện rồi lối đường ống là chạy. Nhưng mà giải nhiệt bằng nước thì thôi phải làm sao, có hệ thống bơm, đúng không nhỉ, dẫn nước vào giải nhiệt, sau đó nước ra. Nước ra đó nếu như sử dụng nước nóng thì nó sẽ mang đi sử dụng, rồi sau đó lại lấy các bạn khác vào giải nhiệt, đúng không nhỉ. Còn nếu như không sử dụng thì nó lại phải có một cái thác giải nhiệt để giải nhiệt cho cái nước nóng đó để quay trở lại tiếp tục giải nhiệt cho môi chất tổng thể auto. Hoặc đó là một khá công việc phức tạp. Đa phần các công trình bây giờ vẫn đang ưu tiên là sử dụng giải nhiệt gió, trừ trường hợp là người ta có nhu cầu sử dụng nước nóng rất là nhiều.